Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kính thưa mẹ Việt Nam anh hùng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, kính thưa các đồng chí cán bộ tỉnh đoàn Ninh Bình qua các thời kỳ, kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, thưa toàn thể đại hội. Hôm nay, trên mảnh đất cố đô Hoa Lư lịch sử, tôi rất vui mừng được về tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Ninh Bình lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của những người cộng sản trẻ tuổi và thanh niên toàn tỉnh. Thay mặt cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi xin được gửi đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các đồng chí cán bộ đoàn qua các thời kỳ, các quý vị đại biểu khách quý và đặc biệt là 234 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, cho nguyện vọng, cho sức trẻ của hơn 47.000 đoàn viên toàn tỉnh về dự đại hội, lời chào trân trọng, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và chúc cho đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể đại hội, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, 5 năm vừa qua, cùng với những thành tựu to lớn về mọi mặt của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã có những bước phát triển tích cực, để lại nhiều dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của toàn tỉnh. Công tác tuyên truyền giáo dục đã được triển khai sâu rộng, có sự đổi mới về nội dung, về phương thức cả trên không gian thực và trên không gian mạng, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên của thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, định hướng dư luận xã hội đã được triển khai kịp thời, đặc biệt là trên môi trường không gian mạng. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được triển khai đồng bộ thông qua các buổi tọa đàm, các diễn đàn chuyên đề, các cuộc thi và từ đó cũng đã tạo ra các cái gương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên và trong thanh niên. Cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ninh Bình thời kỳ mới đã được cụ thể hóa phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, từng đối tượng thanh niên. Các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên đã được triển khai sâu rộng, đồng bộ, thực chất và gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, của từng đơn vị, đã tạo được môi trường thực tiễn sinh động để đoàn viên thanh niên cống hiến và qua đó trưởng thành. Trong đó có thể kể đến như phong trào tuổi trẻ Ninh Bình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, chương trình mỗi xã một sản phẩm đã góp sức trẻ làm thay đổi diện mạo về nông thôn. Đời sống văn hóa và thu nhập của thanh niên đã được cải thiện rất rõ nét. Các cuộc thi thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên được tổ chức thường xuyên, không chỉ làm tốt việc phát huy thanh niên, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư để đồng hành với thanh niên trong các hoạt động rất thiết thực như đã tổ chức chương trình đề án hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh, và từ đó cũng đã giải ngân được hơn 30 tỷ đồng cho 617 mô hình dự án khởi nghiệp, đã mở rộng sản xuất kinh doanh của đoàn viên thanh niên, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, phát triển quê hương Ninh Bình. Công tác xây dựng tổ chức đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức đoàn đã được củng cố, cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa và qua đó trưởng thành. Chất lượng đoàn viên, chất lượng thanh niên được kết nạp vào đoàn ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn được quan tâm, hình thức sinh hoạt chi đoàn ngày càng thiết thực. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên được mở rộng với những phương thức mới và qua đó đã tiếp cận được đến các đối tượng đặc thù như thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế. Trong nhiệm kỳ chúng ta đã thành lập được 96 tổ chức đoàn, tổ chức hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đây là một cái con số rất ấn tượng, vượt chỉ tiêu mà chúng ta đã xác lập từ đầu nhiệm kỳ. Công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều tiến bộ, đã góp phần tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi học tập, rèn luyện, phấn đấu và trở thành đội viên tốt, chống ngoan Bác Hồ. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua thể hiện cụ thể qua 9 trên 12 chỉ tiêu mà chúng ta đã đạt và vượt, là minh chứng rõ nét nhất cho sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn tỉnh. Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Kính thưa đại hội, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng đánh giá rất cao sự thẳng thắn, sự trách nhiệm trong kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh được nêu trong dự thảo báo cáo anh chị. Tại đại hội lần này, tôi rất mong các đại biểu sẽ tiếp tục thảo luận, tiếp tục chỉ ra những điểm còn hạn chế, những khâu còn yếu, những việc mà chúng ta xác lập nhưng chưa thực hiện được, thực tiễn và những vấn đề liên quan đến thanh thiếu nhi mà chúng ta còn băn khoăn, còn trăn trở. Từ sự nghiêm túc kiểm điểm đó, tôi tin tưởng đại hội sẽ thảo luận, sẽ đề ra những phương hướng, những nhiệm vụ, những giải pháp thiết thực và có hiệu quả trong thời gian tới. Kính thưa toàn thể các đồng chí, nhiệm kỳ tới là thời điểm đất nước sẽ bước vào giai đoạn mới.
vừa tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn và thách thức đối với thanh niên và công tác đoàn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 cũng đã xác định các mục tiêu là xây dựng tỉnh Ninh Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới, phát triển nhanh và bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, chắc chắn phải có sự tham gia tích cực của tuổi trẻ. Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu toàn diện, cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đó là những ý kiến chỉ đạo đặc biệt quan trọng của Đảng dành cho thanh niên, dành cho đoàn và tổ chức đoàn. Tại diễn đàn trọng thể ngày hôm nay, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Thứ nhất và chắc chắn là quan trọng nhất là phải tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự quan tâm đầu tư. Tổ chức đoàn phải coi công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh thiếu nhi, chú trọng công tác giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị chúng ta sẽ tổ chức trong quy mô toàn quốc và định kỳ hàng năm. Nhưng mà đối với Ninh Bình, chúng ta phải xác định khát vọng của thanh niên Ninh Bình là gì, lẽ sống thanh niên của Ninh Bình là gì và đoàn phải làm gì để khơi dậy được khát vọng, khơi dậy được lẽ sống đó. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, hàng ngày, tự giác đối với mỗi đoàn viên, mỗi thanh niên. Đổi mới nội dung, đa dạng về phương thức, tổ chức các đợt hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, trong đó đặc biệt lưu tâm giáo dục trên không gian mạng, phải kiên trì, phải quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các luận điệu sai trái và thù địch. Ninh Bình là mảnh đất cố đô. Tổ chức đoàn cần tập trung tạo môi trường để thanh thiếu nhi tỉnh nhà tham gia bảo tồn và phát huy hiệu quả các truyền thống đặc biệt của mảnh đất, của con người cố đô Hoa Lư. Tuổi trẻ tỉnh nhà phải là những người biết tận dụng chính những lợi thế về văn hóa của địa phương để làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế, du lịch và quảng bá hình ảnh của quê hương Ninh Bình đến bạn bè khắp mọi miền của Tổ quốc và trên thế giới. Thứ hai, đổi mới và nâng cao hiệu quả chất lượng các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên, phát huy tính xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, phải khẳng định vai trò của đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của thanh niên. Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, giải pháp hết sức cụ thể để phát triển Ninh Bình giàu mạnh, văn minh, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, thanh niên phải là lực lượng xung kích đi đầu để thực hiện hóa các mục tiêu đó. Và tôi đề nghị trong việc thực hiện nghị quyết đại hội, các đồng chí cần lưu ý các nội dung, các giải pháp để thanh niên thực hiện và đảm nhận các công trình, phần việc bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh triển khai tốt đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2027, xây dựng các giải pháp kết nối các mô hình, các sản phẩm của thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tới doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó cần phối hợp tốt với các lực lượng xã hội, khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên, tìm kiếm, bồi dưỡng và sử dụng phát huy tài năng trẻ trong các lĩnh vực. Thứ ba, trong giai đoạn phát triển mới, chắc chắn chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Tôi đề nghị tỉnh đoàn cần triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 01 của tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó thanh niên Ninh Bình có vai trò xung kích đi đầu trong chủ trương chuyển đổi số của toàn tỉnh. Để chuyển đổi số không dừng lại là khẩu hiệu, chúng ta phải xác định kế hoạch cụ thể và có tính định lượng. Xác định đây là mặt trận và mỗi cán bộ đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên phải là chiến sĩ xung kích đi đầu trong mặt trận đấy. Và để làm được chuyện đó thì trước hết, từng cán bộ đoàn, từng tổ chức đoàn cần phải thay đổi nhận thức và tư duy về chuyển đổi số. Và trước hết là chúng ta phải chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý đoàn viên của mình, trong công tác nghiệp vụ của đoàn và tiến tới là các hoạt động của đoàn. Thứ tư, cần tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và hành động, đảm bảo tính hệ thống, tính chỉ đạo và triển khai các chủ trương thông suốt, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào, giỏi kỹ năng, giỏi nghiệp vụ và đặc biệt là phải gắn bó với thanh niên và sâu sát với cơ sở, làm việc chủ động và sáng tạo, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về công tác phát hiện, tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ đoàn, đặc biệt trong bối cảnh khi mà các quy định về công tác cán bộ của Đảng ngày càng chặt chẽ. Xây dựng và triển khai các giải pháp có tính đột phá để nâng cao chất lượng đoàn từ cơ sở, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đoàn, tổ chức hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò tổ chức đoàn trong chăm lo phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Các cấp bộ đoàn của tỉnh phải luôn phấn đấu để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Là đội dự bị tin cậy của Đảng thì đoàn viên ưu tú chúng ta giới thiệu cho Đảng chất lượng phải tốt, số lượng phải nhiều.
và quan trọng nhất là tỷ lệ được kết nạp phải cao. Đây cũng là một trong ba chỉ tiêu mà chúng ta không đạt trong nhiệm kỳ vừa qua và phải quyết liệt thực hiện cho bằng được trong nhiệm kỳ tới, vì đây là chỉ tiêu thể hiện rõ nhất cái chất lượng hoạt động của đoàn, chất lượng của đoàn viên và niềm tin của Đảng dành cho tổ chức đoàn. Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể đại hội, trong phiên làm việc ngày hôm qua, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình của chúng ta cũng đã bầu ra Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Thay mặt cho Ban Bí thư Trung đoàn, tôi chúc mừng và hy vọng đây sẽ là tập thể lãnh đạo có đầy đủ phẩm chất, đầy đủ năng lực, đủ sức lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời kỳ mới. Tôi đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành đoàn khóa 14 phải nêu cao tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, với tinh thần trách nhiệm cao, sự phát triển vì sự phát triển của thanh niên của tỉnh nhà và của đất nước. Một trong những nhiệm vụ của đại hội là bầu đại biểu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tổ chức tại đại hội vào tháng 12 sắp tới. Và tôi đề nghị các đại biểu sẽ phát huy tinh thần nội dung này chúng ta đã bầu rồi đúng không? Thế tôi đề nghị các đồng chí sẽ tập trung sáng suốt bầu ra những đại biểu ưu tú và đại diện cho ý chí nguyện vọng của tuổi trẻ cố đô dự đại hội. Kính thưa toàn thể đại hội, từ diễn đàn trọng thể này, Ban Bí thư Trung đoàn trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của tỉnh. Cảm ơn các đồng chí cán bộ đoàn qua các thời kỳ đã luôn ủng hộ, giúp đỡ và dành tình cảm hết sức đặc biệt cho sự phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Ninh Bình nói riêng, của cả nước nói chung. Ban Bí thư Trung ương đoàn mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, sẽ giúp cho tuổi trẻ có cơ hội, có điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và qua đó trưởng thành. Một nhiệm kỳ mới với nhiều khát vọng mới đã bắt đầu. Chúc tuổi trẻ Ninh Bình phát huy được tính tiên phong, sự đoàn kết, sự sáng tạo, đạt được nhiều phát triển cao hơn nữa trong học tập, lao động, sản xuất và công tác. Chúc sức khỏe các đồng chí đại biểu, các quý vị và các bạn. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa toàn thể đại hội, tham dự đại hội ngày hôm nay thì Ban Bí thư Trung ương đoàn có một lẵng hoa tươi thắm để gửi tới chúc mừng đại hội. Sau đây trân trọng kính mời đoàn đại biểu sẽ thay mặt cho đại hội đón nhận lẵng hoa của Ban Bí thư Trung ương đoàn.